Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình vào nhà bạn mình chơi thì có nghe bạn mình nói hiện tại thì đang thử nuôi cua đồng. Mô hình này thì ở miền Tây thì cũng có nhiều người nuôi thành công rồi, nhưng mà hôm nay bạn mình thì đang nuôi thử nghiệm. Còn đây là bên đây là cái hồ cá đang nuôi cá giò ghém. Còn hồ bên này thì chuẩn bị bạn mình sẽ cải tạo lại để nuôi cua đồng. Sẽ rào lại xung quanh hết á. Còn cái những con cua đồng mà đang nuôi thử nghiệm á, thì nuôi phía trong kia. Để giờ mình vô trong đó mình sẽ quay cận cảnh để quý vị và các bạn cùng xem. Hiện tại thì bạn mình nuôi trong đó cũng đã 3 tuần rồi. Thì nó rất hợp với cái nước ở đây này. Nó không có bị chết. Ao đang nuôi con nuôi cá này. Hay khung cảnh ở miền Tây các bạn, quê đó, bên đó đang nuôi bò. Giờ mình sẽ qua bên kia quay mấy em cua giống đang thí nghiệm nuôi bệnh đó. Cái chỗ hồi nãy mình đứng là ngay chỗ cái chòi qua xíu đó quý vị và các bạn. Vâng, còn đây là những em cua mà bạn mình nuôi thí điểm cách đây là 3 tuần rồi. Thì nó đã rất là hợp nước ở trong khu vực này rồi. Đây, rất bự bự luôn. Đây là cua đồng với các bạn. Đem bắt con là thử ăn bự chẳng này. Đây là em cua đực nha. Quý vị và các bạn xem mà phân biệt đực cái thì dành dưới cái yếm này. Cái yếm nó càng nhỏ thì là con cua đực, còn cái yếm nó bự á thì con cua cái. Để mình lực cái yếm là đang ngay đây này quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nào biết đó thì rồi á thì xem cho vui nha. Đừng có ném đá gạch mình ạ. Đến nay thì mình quay lại chẳng qua mình chia sẻ thôi. Ở đây thì bạn mình nói là nó rất là thích ăn cá luôn. Những em cá này thì trong hào á, nó chết thì vớt lên cho ăn luôn. Cái ốc. Trong đây bạn mình đang nuôi thử là cũng tầm 3 kg. Cái này là bạn mình không có mua, bạn mình là đi bắt về rồi dốt nó lại đây rồi bắt những con lớn thôi để cho nó đẻ ra. Hồi nãy mình nghe bạn nói là tầm 2 ngày nữa thì bạn mình sẽ mua tôn xi măng á, xây dựng xung quanh nó hết, dựng cao lên 8 tấc hoặc là hơn nửa mét để thả mấy em này xuống, và sẽ thu mua những em vỏ vòng vòng ở đây này đi bắt lại và thả vào hồ đó luôn. Hiện tại thì chỗ mình á đang ở nè, giá hiện tại luôn là 100.000 tới 101 một ký nha quý vị và các bạn. Còn chỗ quý vị và các bạn sao thì mình không có biết. Quý vị có thể để lại bình luận ở dưới giá cả. Đây, con nào ở đây bự không à. Đây là em cua cái nè. Mình thấy cua đực chứ, đây em cua đực chứ quý vị. Mấy con này nó lâu năm rồi, nhìn nó cái cạn bự chà bá, nó lên màu tím đẹp lắm. Nãy giờ anh bắt lên sao toàn 3-4 con cua đực á, chưa thấy cua cái đâu á. Giờ nó hồi nãy nó lên nhiều lắm, mình vô nó động cái giờ nó chạy xuống tháo đây hết luôn à. Nên nó chạy dưới. Nó đang gấp con cá nè, đói bụng gấp con cá. Nước đục quá, ba cái bèo đục quá không thấy quý vị và các bạn ơi. Mấy em này thì bò lên đây nè. Hy vọng là bạn nó sẽ làm nó thành công. Tại vì cua đồng này hiện tại thì rất là được nhiều người ưa chuộng. Làm cũng được nhiều món nữa. Để mình đang kiếm con cua cái kìa. Cái này mà nấu bún riêu hết sảy luôn quý vị và các bạn. Đây là em cua cái nè.
Em cua cái này mà chỉ cần mùa mưa xuống cái là bắt đầu mấy em này là có trứng hết á. Trứng xong rồi nở con. Bạn mình nói là trong đây thả tầm là 2 ký mấy á, con cua cái á. Rồi đây con cua được con chò bá luôn quý vị các bạn ơi. Này. Chụp nó lên coi. Cua được trời ơi. Lên màu xanh luôn, trong hình quý vị và các bạn xem nó màu gì chứ. Chỗ này nó cũng hơi tối nữa. Ở ngoài nó con này màu tím luôn. Có chỗ màu xanh, có chỗ màu tím, đẹp rất là đẹp luôn quý vị các bạn ơi. Cái hào ngoài đó nếu mà nuôi chắc bạn mình nghĩ là thả con giống cũng hơi bị chiều quá. Nhìn mê quá. Ở đây là xung quanh đây là đất của bạn mình hết nè. Ở bên kia bạn mình có nuôi mấy con bò nữa. Còn ở đây bầy cá lóc, mà cá lóc cảnh đó quý vị và các bạn. Nó lớn lên nó có màu xanh màu vàng đó. Nước do ba cái bè mà xuống nó đục quá nên quý vị không thấy nhiều cua được đem bắt lên. Đây con cua cái này bự ghê nè quý vị ơi. Đây. Đúng là con cua cái này nó khổng lồ luôn á. Thấy trong hình vậy nó to lắm. Tối chỗ này mình đang đứng nó hơi bị nghịch nắng ánh tối. Chỗ này bạn mình để trong mát á cho nó không có bị tại nước để nó ít nè, để ngoài nắng quá thì nước nóng nó sẽ chết. Nhìn đã ghê. Con cua cái vậy là khủng lắm rồi đó. Đây, nãy giờ mới thấy mấy em cua cái bò gần gần lên bắt nó dễ nè. Bò lên trên đó. Em đang cua đực. Cái đây đâu lên có ốc cua vàng đẻ nè quý vị các bạn ơi. Ui, cua đực cho bá luôn. Nhìn về miền Tây và nhìn thấy thích thôi quý vị các bạn. Bên kia thì đang thả cá, ở trên thì nuôi vịt. Chuẩn bị có một cái dự án nuôi cua đồng nữa. Cái này thì giờ không đủ hàng để mà bán quý vị. Thì chỗ mình thôi nha, chứ còn chỗ quý vị và các bạn sao thì mình không biết. Ở đây là cứ có dư là lái mua hết á, mua đem lên thành phố với các chỗ khác bán. Hiện tại chỗ mình cua đồng qua mà giá đang 100 mấy. Đang tắm cho bò vậy hả? Xiên dữ ta. Đây là hiện tại mình quay là 8 giờ sáng của việc các bạn. Và mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị và các bạn video sau. Nhìn mê không?